Chào mừng các bạn đến với xem video của mình nhé. Hôm nay mình sẽ nói về hai nhân vật có bộ móng vuốt dị nhân kinh khủng nhất thế giới game của chúng ta. Đó chính là Lady Đắc Trai. Cái chết của quý cô, đó chính là cuộc tấn công đặc biệt của cô dị nhân này. Với tiêu chiều một, tính năng một chính xác của cô ta. Đây là một số loại thuốc kích hoạt trong những trận chiến đấu Arena để búp cho cô làm. Một số siêu anh hùng để kết hợp cùng cô dị nhân này trong những trận chiến đấu để tăng những chỉ số và những phần trăm sức mạnh của cô trong những chiến đấu của chúng ta. Một trong những chỉ số cũng đáng gờm của cô làng dị nhân này. Wow, sau khi chúng ta đưa cô ấy vào thực chiến xem những gì mà cô ta thể hiện với sự bộ móng vuốt của cô ta như thế nào trong những trận chiến đấu tiếp theo. Wow, tuyệt kỹ số 1 của cô ta đó chính là chính xác khi một cú đát chài chém tất cả điểm yếu của đối thủ thì kích hoạt gây ra một debuff đau khổ trong thời gian đặc biệt gây sát thương kéo dài thêm tận 6 giây và làm gián đoạn tạm dừng thời gian đặc biệt. Wow, chỉ với một kỹ năng cô ta đã hạ gục đối thủ hơn cô ta tận gần gấp đôi lực chiến. Chỉ với một tuyệt chiêu kỹ thứ nhất, cô ta đã hạ gục được đối phương. Và trận đấu thứ hai, mình sẽ cho cô ấy sử dụng tuyệt kỹ thứ hai của cô làm. Wow, tuyệt kỹ tấn công dã man không chút do dự. Quý cô đáp trải tấn công đối thủ của mình một cách tan bạo vô nghĩa ra, nhận được 25 điểm vinh dự. Quá là tình cờ. Sau khi cô làm tung tuyệt chiêu thứ hai, phải nói là quá khủng khiếp về bộ móng vuốt này. Wow, bộ móng vuốt cào cấu vào đối thủ khiến đối thủ cảm giác đau rát, khiến cơ thể mình chảy máu. Và đây có lẽ là tuyệt chiêu cuối cùng của cô ta. Những đòn tấn công không ngừng nghỉ của Lady Đắc Trai áp đảo đối thủ bằng hàng loạt đòn tấn công chính xác và chết người. Wow, quá là kinh khủng. Wow, sau khi giết được kẻ địch, cô ta lại còn thò cái móng tay vuốt dài ra nhìn trông hơn cả con ma cà rồng. Quá là kinh khủng về bộ móng vuốt. Và đến tiếp theo, anh chàng thứ hai người sói, đó là Govin, anh chàng dị nhân trong tích 3 của chúng ta. Anh ta đã thuộc dạng cao thủ khi là hóa sói. Anh ta có bộ móng vuốt sắt khá là sắc nhọn. Một số kết hợp với siêu anh hùng để tạo lên những sức mạnh đáng kinh ngạc hơn cho anh ta. Anh ta mang trong mình cơ thể của một con người hóa sói. Wow! Đây có lẽ là hai siêu dị nhân của chúng ta có bộ móng vuốt phải nói là kinh tởm nhất thế giới. Sau khi bước vào thực chiến, chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng
quả móng vuốt của anh ta. Ui dồi ôi, ui dồi ôi. Đối thủ nghỉ gấp đôi lực chiến của anh ta. Nhưng cuộc tấn công đặc biệt của anh ta, round tấn công đầu tiên của anh ta, Robin đã mang đến một nhát chém đặc trưng với móng vuốt Adamant. Tiêu không thể phá vỡ. Và tiếp theo anh ta tung đòn bị chiêu thứ hai của mình. Cơn thịt nộ nguyên thủy không có lời nào, chỉ có răng và móng vuốt. Nên mà rất tiếc anh ta đã không hạ được đối phương khi đối phương quá to lớn hơn anh gà về sức mạnh. Với hai tùy thiêu của anh chàng, đuôi sói này đã gần hạ được đối phương. Wow. Và đây là tùy thiêu cuối cùng khi anh ta dành cho cô làm mặt súng này. Tuyệt chiêu cuối cùng của anh ta chính là tuyệt chiêu giết chết điên cuồng. Chỉ có hai điều chắc chắn trong cuộc sống, đây là thuế 100% cơ hội gây ra debuff chảy máu gây 631,75 sát thương trực tiếp trong 5 giây. Quá là kinh khủng. Wow, quá là ghê gớm. Bye anh em, thank you anh em view. Ah!